chào các em. Rất vui mừng được chào đón các em đến với bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm trước các em đã làm quen với cách quy đồng mẫu số các phân số, so sánh hai phân số cùng mẫu số, so sánh hai phân số khác mẫu số. Bài hôm nay các em sẽ được làm quen về các phép tính với phân số thông qua phép tính thứ nhất là phép cộng phân số. Để biết cách thực hiện phép cộng phân số cùng mẫu số như thế nào, cô cùng các em tìm hiểu bài học ngay sau đây. Bài 114, phép cộng phân số, sách giáo khoa trang 126 các em nhé. Em cùng đọc đề bài toán như nào. Bạn Nam có một băng giấy hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau. Bạn Nam tô màu 3/8 băng giấy. Sau đó, Nam tô màu tiếp 2/8 băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy? Để giải bài toán này, cô mời các em quan sát băng giấy sau. Quan sát băng giấy, ta thấy băng giấy đã được chia thành 8 phần bằng nhau các em ạ. Bạn Nam đã tô màu 3 phần đầu tiên, tức là bạn đã tô 3 phần trong tổng số 8 phần. Vậy, phân số chỉ phần bạn Nam đã tô màu là phân số 3/8. Sau đó bạn Nam tô tiếp 2 phần nữa, tức là tô thêm 2 phần trong tổng số 8 phần. Vậy, phân số chỉ phần tô màu tiếp theo là 2/8. Vậy từ phần tô màu trên mảnh giấy này, ta hình thành nên phép tính sau. Ta có 3/8 cộng 2/8. Để thực hiện phép tính này, ta làm như sau. 3/8 cộng 2/8. Nhìn vào hai phân số này, ta thấy mẫu của hai phân số này có cùng mẫu là 8. Vậy ta chỉ lấy hai tử số của hai phân số 3/8 và 2/8 cộng lại với nhau, tức là 3 cộng 2 và giữ nguyên mẫu số là 8. Ta được kết quả là 5/8. 5 chính là số phần đã tô màu trên băng giấy, 8 là tổng số phần bằng nhau của băng giấy. Vậy từ ví dụ trên, ta rút ra cách cộng hai phân số có cùng mẫu số như sau. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Để khắc sâu kiến thức, bây giờ các em sẽ thực hành một số bài tập sau. Đầu tiên, ta làm bài tập 1. Yêu cầu của bài tập 1 là tính câu A 2/5 cộng 3/5, câu B 3/4 cộng 5/4, câu C 3/8 cộng 7/8. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em câu A. Mời các em chú ý. 2/5 cộng 3/5. Các em thấy hai phân số 2/5 và 3/5 có mẫu số giống nhau là 5. Vậy ta cộng tử số lại với nhau và mẫu số giữ nguyên,
tức là 2 phần 5 cộng 3 phần 5 bằng 2 cộng 3 trên 5 bằng 5 phần 5 bằng 1. Cô lưu ý các em, khi một phân số có tử số và mẫu số bằng nhau thì kết quả bằng 1. Tương tự các em làm bài tập còn lại, câu B và C. Qua bài tập 1, các em đã biết cách trình bày một phép cộng 2 phân số cùng mẫu số, hoặc cộng 3 phân số hay 4 phân số cùng tương tự như vậy các em ạ. Giờ các em sẽ vận dụng kiến thức để giải bài toán có lời văn nhé. Bài tập số 3. Các em cùng đọc đề bài toán. Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 2/7 số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được 3/7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần gạo trong kho. Như vậy bài toán cho chúng ta biết gì các em? Bài toán cho biết là có ô tô thứ nhất chuyển 2/7 số gạo trong kho, ô tô 2 3/7 số gạo trong kho. Như vậy hai ô tô chuyển bao nhiêu phần số gạo trong kho? Để biết hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho thì ta thực hiện phép tính gì? Đúng rồi, ta làm phép tính cộng. Ta lấy 2/7 cộng 3/7. Rồi bây giờ các em sẽ làm bài. Vậy qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết cách thực hiện phép tính cộng phân số và cách trình bày phép cộng hai phân số có cùng mẫu số. Quy tắc này chính là nội dung của bài học các em cần ghi nhớ để vận dụng vào bài tập có liên quan. Các em cố gắng làm những bài tập còn lại nhé. Tiết học hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn các em ở tiết học tiếp theo. Cô chào các em.